Bạn đang học bài 13 trong loạt bài Nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ十三课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Tiếng Trung khó không? 汉语难吗? Ở đâu? 在哪儿? Không phải. 不是. Một. 一. Hai. 二. Ba. 三. Đi ngân hàng hay không? 去不去银行? Có biết Thiên An Môn hay không? 知不知道天安门? Thầy giáo Phương. 王老师. Đây là bố em. 这是我爸爸. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cái gì, gì. 什么? 神. 神. 么. 么. 什么. 什么. Hãy chú ý từ này tuy viết là 什么, nhưng khi đọc thường đọc thành 什么. 什么. Uống gì? 喝什么? 喝什么? Cà phê gì? 什么咖啡? 什么咖啡? Anh uống cà phê gì? 你喝什么咖啡? 你喝什么咖啡? Ngân hàng gì? 什么银行? 什么银行? Trường gì? 什么学校? 什么学校? Đây là cái gì? 这是什么? 这是什么? Bạn biết đây là cái gì không? 你知道这是什么吗? 你知道这是什么吗? Bây giờ là từ sách. 书. 书. Sách gì? Nguyên văn là cái gì sách? 什么书? 什么书? Đây là sách gì? 这是什么书? 这是什么书? Sách tiếng Trung. 汉语书. 汉语书. Đây là sách tiếng Trung. 这是汉语书. 这是汉语书. Sách tiếng Trung gì? 什么汉语书? 什么汉语书? Đây là sách tiếng Trung gì? 这是什么汉语书? 这是什么汉语书? Đây là sách tiếng Trung à?
这是汉语书吗？这是汉语书吗？对了 ，sexy。这是什么书？这是什么书？ Bây giờ hãy nghe một cách nói khác của từ tiếng Trung. Từ này lịch sự hơn từ Hàn ngữ và hay được dùng trong văn viết. Trung Quốc. Trung. Trung. Quốc. Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc.Sách tiếng Trung. Hàn ngữ sách. Trung Quốc sách. Tiếng Trung khó không? Hàn ngữ nán má? Trung Quốc nán má? Tiếng Trung rất khó. Hàn ngữ hẳn nán.汉语很难。Đây là sách tiếng Trung à? 这是中文书吗？这是汉语书吗？ Thực tế khi nói về tiếng Trung hay dùng từ Trung văn, Trung Quốc hơn. Khi nói sách tiếng Trung hay dùng từ Hán ngữ hơn. Đây là sách gì?这是什么书？这是什么书？ Là sách tiếng Trung. 是汉语书。是汉语书。Bài học này đến đây là hết.